Trong cuốn sách này, bằng việc đã quan sát và phân tích rất nhiều những cái cuộc hội thoại thực tế của người Nhật thì mình đã lên được một danh sách những mẫu ngữ pháp mà có tần suất sử dụng nhiều. Và thực ra thì trong cuốn sách này mình cũng đã lưu lại nó ở phần cuối của cuốn sách là phần phụ lục. Tuy nhiên thì sợ rằng là sẽ có thể có nhiều bạn hay dễ bị bỏ lỡ nó. Thế nên là mình sẽ tổng hợp nó lại thông qua series 35 mẫu ngữ pháp đặc biệt rất tiện dụng trong giao tiếp tiếng Nhật hàng ngày nhé. Rồi, đây là một mẫu ngữ pháp mà chúng ta đã học từ bài 26 Mina đúng không? Nhưng mà mình tin rằng có rất là nhiều bạn đến bây giờ vẫn chỉ dùng nó kiểu như là một thói quen thông thường mà không hiểu chính xác ý nghĩa sử dụng của nó là gì. Vậy thì hôm nay hãy cùng với mình tê chắc cự lại cái cách sử dụng chính xác của nó là gì nhá. Trước tiên là về cách kết hợp thì mình sẽ để trên màn hình cho các bạn, đó là thể thường cộng với des hoặc là no des. Và một lưu ý nhỏ đó là des thì sẽ thường dùng nhiều trong văn nói, còn no des thì sẽ dùng nhiều trong văn, đặc biệt là văn viết chẳng hạn nhá. Còn về cách sử dụng, các bạn hãy nhìn cho mình chia ra thành 5 cách sử dụng với 5 ý nghĩa. Cách sử dụng đầu tiên đó là sẽ được dùng ở trong những câu mà khi mà lần đầu nói về, lần đầu bộc bạch về những cái thông tin cá nhân như là sở thích, suy nghĩ hay là những cái dự định. Và các bạn để ý trong cách dùng này nhá. Đặc biệt nó hay dùng trong những cái câu mà có cái từ đầu tiên mở ngoặc là gì nhá. 実は, thật ra là. Yamada-san, 来月結婚するんです. Các bạn nghe câu này nghĩa là gì nhỉ? Này Yamada ơi, tháng sau tớ lấy chồng rồi này. Đó nhá, thì khi mà mình nói về cái dự định cá nhân của mình với người khác, lần đầu tiên mình chia sẻ cái thông tin này. Hoặc là một cuộc hội thoại nhá, ví dụ một bạn hỏi rằng là gì nhỉ? Nè, Namu-san, 最近忙しいですね. Và bạn này bạn trả lời bạn sẽ dùng là des nhá, là gì nhỉ? Hay, 実は来週東京に行くんです. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là lần đầu mình nói về những cái thông tin cá nhân nhá. Cách sử dụng số 2 vẫn là des và nó sẽ dùng ở trong những câu mà để giải thích về lý do, về hoàn cảnh của bản thân, hoặc là rất là được hay để sử dụng trong những cái câu mà chúng ta giải thích về lý do để từ chối lời mời mọi người nhé. Ví dụ như là khi mà mình nhìn thấy ai có sắc mặt không tốt và mình hỏi thăm người ta là Nè, 大丈夫ですか? Thì người ta sẽ trả lời rằng là gì nhỉ? 昨日から頭が痛いんです. Đó, tức là từ hôm qua tôi đang đau đầu đúng không? Tức là đang nói về cái nguyên nhân vì sao tôi lại gì nhỉ? Vì sao tôi lại mặt kém sắc như vậy đúng không? Giải thích về cái hoàn cảnh, cái lý do, cái nguyên nhân nào đó. Hoặc là bây giờ khi mà mình rủ ai đó đi hát karaoke nhá. 一緒に karaoke に行きませんか? Thì người ta nếu mà người ta không đi được, người ta sẽ dùng cái です để từ chối cái lời mời của mình này. すみません, 今日はちょっと時間がないんです. Đó, 時間がないんです, nhá. Đó thì là từ chối lời mời, cách sử dụng số 2 nhá. Cách sử dụng số 3 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thường dùng nguyên trong một cái cách nói là gì nhỉ? Nani nani desu ga luôn nhá. Và nằm ở giữa câu như vậy. Thì đây là một cách nói mà mang tính chất là mà mào đầu khi mà chúng ta trình bày về một cái điều gì đó để bắt đầu cho một cái câu là xin phép làm điều gì đó hay hỏi ai về điều gì đó hoặc là mời ai làm cái gì đó. Ví dụ như khi mình muốn hỏi giáo viên một câu hỏi thì mình có thể mở đầu bằng cách nói là Sensei, 質問があるんですが. Ne, あるんですが, お時間よろしいですか? Đó. Hoặc ví dụ khi mà mình muốn mời rủ một đứa bạn đi xem gì ta? Xem concert nhá. Thì mình có thể nói là gì nhỉ? コンサートのチケットが2枚あるんだけど一緒に行かない? Thì câu này các bạn để cho mình có một cái lưu ý nhỏ đó là gì nhỉ? Khi mà trong trường hợp là với bạn bè thì mình sẽ không dùng là ですが thân thiết ấy, thì mình dùng thể thường thôi, đó là gì nhỉ? だけど cũng được nhá. 2枚あるんだけど一緒に行かない? Ok, đó là cách sử dụng số 3. Tiếp theo thì cách sử dụng số 4, số 5 thì mình sẽ đặt nó trong luôn những cái câu hỏi là ですか? Cách sử dụng đầu tiên của ですか? Thì nó sẽ thường dùng trong những cái câu hỏi mà chúng ta hỏi về những thông tin chi tiết của đối phương này. Hay là để xác nhận lại những cái thông tin mà mình đang phán đoán xem liệu nó có đúng hay không. Và các bạn để ý nhá, cái cách nói này rất là hay được sử dụng đối với những cái người mà chúng ta lần đầu gặp mặt chẳng hạn. Thì có những cái câu hỏi với những cái người lần đầu gặp mặt chúng ta sẽ có thể hỏi như là 日本にはどれくらいいるんですか? Anh chị đã ở Nhật được bao nhiêu lâu rồi? Hay là どこで日本語を勉強したんですか? Anh chị học tiếng Nhật ở đâu vậy ạ? Tuy nhiên thì có một cái lưu ý nhỏ đó là trong những cái lần mà mình gặp nhau lần đầu như thế thì với những cái câu hỏi mà hỏi thông tin đại khái như vừa nãy thì ok, dùng ですか? Không sao. Nhưng mà còn với những cái câu hỏi mà hỏi về những cái gọi là cái sở thích, những cái vấn đề riêng tư cá nhân ấy mà chúng ta cứ dùng ですか? Thì nó sẽ dễ gây cho cái đối phương có cái cảm giác rằng là như kiểu mình đang hơi vặn vẹo, hơi kiểu như là căn vặn người ta ấy. Ví dụ những cái câu như sau này. Yamada-san wa amai mono ga suki nan desu ka?
thì mình sẽ không nói như vậy nhá. Với những cái câu mà hỏi về sở thích cá nhân rất là riêng tư như vậy thì các bạn cứ nói bình thường là gì nhỉ? Yamada-san wa amai mono ga suki desu ka? Là được rồi nhá. Đó là cách sử dụng số 4 của trong cái câu là desu ka. Và cách sử dụng cuối cùng cũng là cách sử dụng còn lại của desu ka, đó là sẽ dùng ở trong những cái câu mà mình để xác nhận những cái thông tin, những cái hình ảnh, những cái sự vật mà đang hiện ra ngay trước mắt mình, hoặc là để xác nhận xem cái thông tin mà chúng ta đang nói đến nó có đúng hay không. Ví dụ này, khi mà mình nhìn thấy đứa bạn đang đặt vé máy bay chẳng hạn, mình có thể hỏi câu là gì nhỉ? Doko e ikun desu ka? Đó, cậu đi đâu vậy, đúng không? Nhìn thấy bạn đặt vé máy bay, mình xác nhận hỏi thêm thông tin là gì nhỉ? Bạn đi đâu vậy? Đó nhá. Hay là bây giờ mình đi uống cà phê, bạn bè mình lỡ gọi cà phê cho bạn rồi chẳng hạn. Đó thì không thấy bạn uống cà phê mấy chẳng hạn, thì mình có thể hỏi câu là gì nhỉ? Coffee ga nigate nan desu ka? Cậu không uống được cà phê à? Đó thì cũng là một cái cách để mình xác nhận lại cái thông tin đang hiện ra ngay trước mắt mình nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết 5 cách sử dụng của desu trong cuộc sống hàng ngày. Mình chia ra rất là kỹ như vậy thì hy vọng là các bạn sẽ thấy tự tin hơn rồi nhá. Và bây giờ cuối giờ sẽ kiểm tra bài cũ một chút này. Mình sẽ đặt ra một câu hỏi và các bạn sẽ comment xuống bên dưới cho mình nhá. Đó là khi sử dụng desu và trong cái câu mà desu ka thì có một cái lưu ý quan trọng gì mà mình đã giảng ở trong bài nhỉ? Nếu mà chưa nhớ thì hãy xem lại clip, còn nhớ rồi thì hãy comment xuống bên dưới nhá.